Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thời tiết chủ đạo là nhiều mây âm u, vẫn còn mưa một vài nơi nên nhiệt độ ở ngưỡng dễ chịu. Lúc 13 giờ trưa nay, nhiệt độ phổ biến từ 29 đến 31 độ, còn độ ẩm dao động trong khoảng là từ 75 đến 85%. Dự báo đêm nay và ngày mai, thời tiết các nơi trong tỉnh phổ biến là có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, tập trung về chiều tối và đêm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Thưa quý vị, để chủ động các biện pháp ứng phó nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra ở hạ du do xả nước hồ chứa thủy điện Tuyên Quang, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện Đoan Hùng, Phú Ninh và thành phố Việt Trì cần theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo cảnh báo mưa lũ, các thông tin xả lũ hồ chứa, rà soát các phương án chống lũ đảm bảo an toàn cho hạ du, khu vực sạt lở. Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên khai thác công trình thủy lợi Phú Thọ sẵn sàng phương án bơm tiêu đề phòng mưa lớn gây ngập úng. Còn bây giờ thì bản tin xin được chuyển sang phần dự báo thời tiết ba vùng trong tỉnh trong đêm nay và ngày mai. Vùng đồi núi phía Tây, trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 26 đến 31 độ. Vùng đồi Trung Du, trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 26 đến 32 độ. Và vùng đồng bằng, trời nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 27 đến 32 độ. Và cuối bản tin ngày hôm nay là phần dự báo thời tiết các vùng trong tỉnh 3 ngày tới.